Đấy, các bạn có nhìn thấy cho mình nhá, một chú lợn quay rất là to đấy, rất là nhiều lế, hoa quả đẹp. Nhìn thấy đấy, buổi sáng này ở đây gần như tất cả những cái lế để dâng lên rất là đẹp. Ở dưới này có những cái núi đá rất là đẹp luôn. Đẹp thế. Chào các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nha. Lại tiếp tục là một cái series về du lịch ở lễ hội ở trên Lạng Sơn. Và hôm nay mình xin giới thiệu các bạn là lễ hội Động Nhị Thanh nhé. Lễ hội diễn ra vào ngày 14 tháng Giêng âm lịch hàng năm nhé. Đến với lễ hội Nhị Thanh thì các bạn có thể nhìn thấy rất nhiều các tổ liên gia họ chuẩn bị những cái mâm lễ rất là đẹp. Đây ở phía ngoài có rất là nhiều kiệu nhé. Chúng ta cùng nhau vào trong một chút nhé. Chúng ta nhìn thấy là Động Nhị Thanh. Ở đây là trong cái một cái quả núi đá ấy, nên là rất là đẹp luôn. Mẹ mày bẻ xuống cái bên này. Nhìn thấy cho mình nhé. Đấy, ở đấy đã có một cái tổ người ta chuẩn bị rồi. Lát nữa sẽ người ta tiếp tục cái lễ lên trên động nhé. Tiếp tục một cái tổ khác đây này. Anh em nhìn thấy không? Đây, nhìn rất là đẹp nhá, các bạn nhá. Đấy, lại một đoàn nữa này. Ở đây thì như mình được biết thì các cái tổ liên gia ấy, họ sẽ góp chung cái lễ để dâng lên, nên là sẽ khoảng tầm 20 người đổ lại đấy, một tổ đoán thế, nhìn người này. Ở đây thì mình nhìn thấy là một mâm gọi là xôi gà, sau đó là một chú lợn quay. Bạn nhìn thấy không? Lại tiếp theo lại có một cái đoàn tiếp theo. Đấy, các bạn có nhìn thấy cho mình nhá, một chú lợn quay rất là to đấy, rất là nhiều lế, hoa quả đẹp. Cũng chả mấy khi chúng ta có thể nhìn thấy được những cái cảnh như thế này đâu nhá. Ở Lạng Sơn thì ở chùa Tam Thanh này, sau đó là Nhị Thanh này, cũng như là lễ hội 2227 thì chúng ta đều thấy những cái người dân người ta dâng những cái lễ này lên. Nhưng mà thật sự với các bạn là 2227 thì người ta mở cái hội nó đông hơn rất là nhiều luôn. Họ bắt cả giá cơ. Đây các bạn có nhìn thấy xa kia có một đoàn khá là đông nhá. Đấy. Đây cũng có các cô này với các bà đem những cái lễ
như là bánh dày gấc, hoa quả, gà. Đây còn xa xa anh em nhìn thấy đây, đây là một cái nhóm tổ liên gia rất là đông, lúc nào cũng có một chú lợn quay. Đây, có cả các bạn học sinh đây, không biết là các bé này ở trường nào đây. Trước khi tham quan ở trong đây thì có một số những lưu ý nhỏ nhỏ để buổi tham quan của chúng nhỏ sẽ di chuyển và đi theo hàng. Lần đầu tiên là các con sẽ phục vụ chạy nhảy và tách rời đoàn ra. Thử đi xuống bên dưới này xem nhá. Ở dưới này có những cái núi đá rất là đẹp luôn. Các bạn nhìn thấy chỗ mình nhé, ở dưới này rất là đông luôn. Chắc là người ta sẽ rất nhiều những cái tổ liên gia họ sẽ đến đây, họ dâng những cái lễ lên trên này. Bạn nhìn thấy không? Trong này thì là rất là đẹp luôn, có những cái núi đá tự nhiên đấy. Anh em mình vừa quay ngoài thì chúng ta cùng nhau đi tham quan ở trong này một chút nhá. Đây là những cái nguồn nước, nước này rất là mát luôn. Đây cầu anh nhé. Đây những cái núi đá này, bạn nhìn thấy không? Nào chúng ta di chuyển vào phía trong đi. Đây, ở đây có những cái núi đá này, đẹp chưa? Không, đi bằng bằng này hơn, nó sợ nó rất cái thằng biết người ta nó đi được.
Đây, và càng vào trong thì chúng ta càng thấy có nhiều những cái cảnh rất là đẹp luôn nhé các bạn nhé. Đây, bên dưới này, bên kia kìa. Đấy, đẹp chưa? Đấy, mình đã có quay một cái đoàn có các bé đang đi thăm thú ở trong động Nhị Thanh. Đây, có một cái đường khá là nhỏ các bạn ạ, nhưng mà ở đây cảnh khá là đẹp nhé anh em. Nhìn thấy không? Đấy, chúng ta như là đi vào trong cái động ngoằn nghèo, sau đó chúng ta sẽ ra một cái không gian cũng khá là rộng. Ồ, trong này các bạn nhìn thấy không? Rất nhiều những cái nhú đá này, nhìn rất là đẹp. Đây, tiếp theo chúng ta đến một cái không gian rất là đẹp luôn. Nhìn thấy không? Ồ, đẹp thế. Các em nhỏ cũng đã đến trong này rồi để tham quan nhé. Nào, chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục di chuyển vào phía trong một chút đi, xem ở trong còn có cái gì không nhá. Wow, mình đi càng đi vào trong sâu thì mình càng thấy cái gió lạnh nhá. Chắc là đang gần mình gần đến cái khu cửa bên kia rồi. Đây, các bạn nhìn thấy không? Ở phía trong rất là đẹp luôn. Anh em nào chưa đi động Nhị Thanh thì đi một lần cho nó biết nhá. Đấy, đi tham quan sâu sâu vào bên trong đi. Ở đây họ làm những cái cầu cũng khá là đẹp cho các bạn chụp ảnh, nhưng mà ở trong này thì nó hơi tối một tí thì những tấm ảnh của các bạn nó sẽ không được sáng thôi, nhưng mà cái cảnh ở trong này thật sự với các bạn rất là đẹp luôn. Đi khá là sâu đấy. Chỗ này bắt đầu thấy một cái khúc cua nhỏ nhỏ. Đi sâu thật đấy. Đây là cái gì đấy? Cái biển bảo không leo trèo. Càng đi vào sâu thì chúng ta càng thấy nhiều thứ. Ở khu vực này thì nước mình đã thấy không có rồi. Nước mùa đông ấy thì khả năng là nó khô, nó không có nước. Đây có cái cầu không? Có một cái khu vực khá là rộng. Đây, bên kia mình đã bắt đầu thấy có một cái lối ra rồi. Các bạn nhá, thì vì hôm nay mình
video của mình giới thiệu về cái hội ở Nhị Thanh đến đây là kết thúc rồi. Nhìn chung mình thấy ở hội ở đây cũng khá là đặc sắc. À, buổi sáng thì rất nhiều những cái hội liên gia họ dâng những cái lễ lên, cảnh đấy rất là đẹp luôn. Và trong động thì thật sự các bạn đi vào thăm quá là nhiều điều bất ngờ, rất là đẹp luôn. Bây giờ video mình xin tạm dừng đây, hẹn gặp lại các bạn ở những cái số tiếp theo mình bên nào.